Vì sao Trần Hùng Huy thành chủ tịch ngân hàng trẻ nhất Việt Nam? Từ 31 đến 37 tuổi mình chịu ảnh hưởng rung động năng lượng 8. Năng lượng 8 thích hợp tu tập, học hỏi. Chính vì vậy mình theo học tiến sĩ tại Đại học Golden Gate và nhận bằng tiến sĩ kinh tế lúc 33 tuổi. Năng lượng 8 thường liên quan khủng hoảng, khó khăn, chiến tranh, tham nhũng, pháp lý và chỉ thăng tiến trong điều kiện khủng hoảng, gian khổ. Năm 2012, khi mình đang ảnh hưởng rung động năng lượng đỉnh cao 8 thì khủng hoảng xảy ra với ECB khi Bầu Kiên và loạt cựu lãnh đạo ECB vướng vòng lao lý. Ngày 19 tháng 8 năm 2012, Hội đồng Quản trị ECB giao cho mình làm Chủ tịch ECB thay bác Trần Xuân Giá khi mình chưa có chuẩn bị và ECB đang khủng hoảng và mình chịu ảnh hưởng rung động năng lượng đỉnh cao 8 phù hợp với lãnh đạo thời khủng hoảng. Mình thành Chủ tịch ngân hàng trẻ nhất Việt Nam. Một tháng sau khi thành Chủ tịch, khủng hoảng thực sự đến với ECB, gia đình và bản thân mình khi cổ phiếu ECB tụt, dốc, mất 38,6% giá trị, gia đình tổn thất 680 tỷ đồng, mình bị bốc hơi 287 tỷ đồng. Thật may mắn, từ 35 đến 37 tuổi, ảnh hưởng rung động năng lượng đỉnh cao 8 giảm và mình cùng ECB dần dần vượt qua khủng hoảng.